Ơi, hello, xin chào anh em. Mình đang có mặt tại Đà Nẵng nha anh em ơi. Mình muốn có một cái cuộc hành trình tại Đà Nẵng trong ngày hôm nay, đã bởi vì là mình muốn quay những video về những cái con tàu lưới rút đã dành tặng cho anh em trong cái dịp mùa Giáng sinh năm nay. Thì mình đã đừng đăng lên trên cái kênh của mình rất là nhiều video về những cái tàu cá lưới quay đêm. Tuy nhiên ở Đà Nẵng ngày hôm nay mình tới, mình muốn thực hiện những cái video này bởi vì những cái đoàn tàu lưới rút này nó không khai thác chung cái khu vực đánh bắt của mình, cho nên là rất khó để thực hiện những cái video này. Thì trong cái dịp này là mình biết là đoàn tàu này nó vô ở Đà Nẵng để nghỉ núp gió, cho nên là mình sẽ tranh thủ có một cái cuộc hành trình nó hơi xa xa tí xíu để cố gắng quay lại để dành tặng cho anh em trong cái dịp Giáng sinh năm nay. Nó giống như là một cái video và một cái món quà. Đã cảm ơn anh em đã theo dõi mình trong suốt một năm vừa qua. Thì cùng với điều đó thì năm nay nhân dịp Giáng sinh, mình cũng mong anh em là từ bây giờ trở về sau, khi anh em xem những cái video của mình trên YouTube, thì anh em hãy nhấn vào cái nút chia sẻ. Thì mình cũng biết là từ trước tới giờ anh em xem kênh của mình rất là ủng hộ mình. Tuy nhiên những cái hành động ví dụ như chia sẻ nó giống như là không phải là những cái hành động quen thuộc của chúng ta, cho nên là chúng ta hay do dự. Cho nên là mình muốn anh em khi xem kênh của mình là anh em có thể bấm vào cái phần chia sẻ để cái kênh của mình nó phát triển ngày càng mạnh hơn. Và không lòng vòng nữa, thì mình sẽ nói thêm một tí xíu nữa về cái đoàn tàu cá của Nhân Dũng Bình Định. Đoàn tàu này gồm có 5 chiếc nhưng hiện tại ở đây neo chỉ có 4 chiếc ha. Còn một chiếc thì đi đánh bắt ở cái vùng Thổ Châu, Phú Quốc. Đó, anh chị mình quan sát trên màn hình thì gồm có 4 chiếc này. Trong đó nổi bật lên có một chiếc khá là to. Đó là chiếc 277. Chiếc này là dài 24m và rộng 7m rưỡi. Sử dụng động cơ Komatsu 910 mã lực nha anh em. Ok, một cái đoàn tàu rất là đặc sắc, rất là nổi bật mà khi quan sát ở đằng xa chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng nó sơn màu xanh lá cây và sử dụng cabin hai tầng lầu rất là đặc trưng, rất là dễ nhận ra. Hai tầng lầu nhưng mà tầng lầu theo kiểu lồng cu nha anh em. Đó, mình khi mà ra tại Đà Nẵng là mình thấy cái đoàn tàu này là mình đã nhắm sẵn nó rồi. Mình bỏ ra một ngày để đi lòng vòng hết cái cảng này và nhắm đoàn nào là ngày mai mình sẽ đớp máy mình đi quay. Thì ngày hôm nay mình thực hiện cái video này là cái video đầu tiên mà mình đến tại Đà Nẵng luôn. Đấy, một cái đoàn tàu lưới rút rất là đặc sắc, rất là đẹp. Đó, những cái đoàn tàu khác thì nó neo theo bè, một bè nó tới 40-50 chiếc mà nó nhiều bè nó kết hàng với nhau, cho nên rất khó để mình có những cái thước phim quay đẹp cho anh em xem. Thì cũng rất là may là cái anh chủ tàu này anh cũng rất là kỹ, anh không có neo theo bè giống như những cái bè kia. Những cái bè của những cái đoàn tàu kia thì họ neo cố định ở đó và họ gửi với những người ở Đà Nẵng. Còn cái bè của anh này là anh neo riêng biệt và có người của anh em ở địa phương ra ngoài này giữ ghe. Nên là lát xíu nữa là quý anh em mình xem những cái đoạn phim ở trên cái video là thấy đó. Lúc nào cũng có người ở trên ghe để giữ ghe hết. Chủ tàu rất là kỹ ha. Những cái con tàu rất là đặc sắc, rất là đẹp. Một món quà Giáng sinh cũng khá là ý nghĩa mà mình muốn dành tặng cho anh em trong cái dịp Giáng sinh năm nay ha. Chúc cho anh em có một cái mùa Giáng sinh thật là an lành, ấm áp và vui vẻ bên với người thân và gia đình nha anh em. Đấy, một cái đoàn tàu quá đã. Cùng với xem cái đoàn tàu này thì anh em cũng có thể quan sát tổng quát về cái cảng cá Thọ Quang tại Đà Nẵng. Hiện tại là thời tiết tại Đà Nẵng thì rất là lạnh. Những ngày tới, hôm qua mình tới là hầu như là mình không có quay được gì hết. Ngày hôm nay mình mới đi quay được đó. Hôm qua và nửa ngày hôm nay thì mình không có quay được gì hết. Trời mưa, chỉ núp ở trong khách sạn thôi đó. Anh em thấy là mình muốn dành một cái cuộc hành trình xa xa tí xíu để tìm những cái con tàu nó hơi là lạ mắt tí xíu, để thực hiện một số những cái video nó sẽ hơi đặc sắc hơn để dành tặng cho anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi kênh của mình trong suốt một năm qua.
và mình sẽ cố gắng hơn nữa để thực hiện tốt hơn, để phục vụ cho anh em xem. Ok, bây giờ thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để cho anh em quan sát những cái đoàn tàu ở trong cái video của mình nha. Sở dĩ anh em thường thấy tàu cá mà họ đóng tầm 23 đổ lại thì bởi vì cái quy định của chi cục hải sản á, thì khi mà anh em đóng tàu từ 24 trở lên á, thì chúng ta phải làm giấy ở ngoài bộ, cho nên là một số anh em thì họ thích làm giấy ở tỉnh, làm ngoài bộ thì anh em biết thì cái sự đi đứng là nó cũng khó khăn quá khỏe hơn, cho nên là từ dưới 24m thì anh em làm giấy ở tỉnh nó rất là khỏe. Tập đoàn gồm có 5 chiếc nhưng mà có một chiếc nó chạy đi Thổ Châu nha anh em, nó khai thác ở cái vùng Thổ Châu. Chiếc chạy đi Thổ Châu là chiếc 217, nó cũng dài tầm 24m và rộng 7m5 và sử dụng động cơ Komatsu 910 mã lực luôn. Đó, thì còn lại 4 chiếc này là khai thác tại cái vùng Đà Nẵng, Quảng Bình. Thì trong đó có 3 chiếc kia nó nhỏ hơn thì nó dài tầm 21-22m. À, 21-22m. Thì còn 2 chiếc rất là ứ nữ. Một chủ tàu mà có 5 cái chiếc tàu như thế này cũng gọi là đại gia về khai thác lưới quay đêm tại Bình Định đó nha anh em. Đây là tập đoàn của Nhân Dũng Bình Định. Thì anh em cũng có thể quan sát là mấy cái chiếc mà đóng sâu nè, mấy chiếc đóng sâu, chiếc 477 này nó cũng nhỏ hơn chiếc 277 và chiếc 217, nhưng mà nó mở cái mặt tàu cũng khá là căng. Có hai chiếc hai bên hông thì cái phuộc đời cũ, cho nên là nó mở cái mé tàu nó hơi bị thon tí xíu. Còn chiếc 277 và chiếc 217 là nó mở cái mé tàu là nhìn dở sợ luôn. Đó, anh em thấy cái mé tàu của cái con 277 quá dở sợ luôn. Rộng 7,5m nha anh em. Đó. Mình quay cận cảnh những cái thước phim cận cảnh luôn cho anh em xem. Mình quay những cái thước phim này rất là kỹ và quay hầu như quay tới mấy tiếng đồng hồ luôn nãy giờ. Đó. Quay kỹ từng chi tiết đi lại cho anh em thấy cái đường phẻ, cái đường vô bê. Bởi vì anh em biết là một cái con tàu mà nhìn cái bờ ngoài nó có một cái vóc dáng đẹp và nó có những cái kỹ thuật từ đầu cho tới sau, rồi tới cái phần cabin và những cái dây và những cái cách mà họ dựng sọ, những cái cách họ bố trí, thì đó là một con tàu, chắc chắn là một con tàu nó có chất lượng rồi. Bởi vì những cái con tàu mà anh em biết, những con tàu nó không có chất lượng á là thường thường nó ít đi liền với cái mặt thẩm mỹ đó. Bởi vì những cái con tàu mà nó kém chất lượng tí xíu á thì cái mặt thẩm mỹ theo thời gian là con tàu nó rất mau xuống anh em, rất là mau xuống. Và những cái con tàu đa phần, những con tàu mà có cái tính thẩm mỹ cao á, thì người ta họ đóng ở những cái xưởng tàu lớn à. Những cái xưởng tàu lớn họ mới cho ra được những cái sản phẩm đẹp. Và theo thời gian những cái cây gỗ nó chất lượng, nó không có xuống được cái mẫu tàu, con tàu nó sẽ giữ được cái vóc dáng đẹp của nó. Còn những cái xưởng nhỏ thì thứ nhất họ đóng những cái gọi là cây dáng, thứ nhất là một phần là cây gỗ nè, thứ hai nữa là cái kỹ thuật đóng tàu nữa, thì nó sẽ cho ra những cái mẫu tàu mà anh em thấy là ở những cái khoảng dai hay là những cái gọi là dai bị sượng nè, lái bị thấp nè, cabin không tinh xảo nè. Đó, thì những cái mặt thẩm mỹ đó là nó sẽ cũng gọi là một phần quyết định cái giá trị của con tàu mà khi chúng ta nhìn vào đó. Cái này là mình nói thêm những cái phần mở rộng ha. Cho nên là những cái video mà mình hay quay một cách nó chi tiết, nó lên mình hay lên những cái con tàu mình quay là bởi vì anh em biết cái gì sao? Bởi vì cái kỹ thuật, thứ nhất là mình xem cái kỹ thuật đóng tàu và thứ hai cái chất lượng gỗ của con tàu. Những cái phần mà vô be nè, những cái phần mà đầu dáng nè là mình thấy theo thời gian ở những cái khu vực đó nó không bung không nở.
hoặc là nó có cái sự nhỡm nhẹ, là những cái điều đó là nó nói lên cái chất lượng của con tàu. Chứ còn Bình rất là ít mà thực hiện những cái video quay lướt, những cái video quay lướt tàu chạy qua, ghe chạy lại, rồi quay, rồi nói 25, 27, 28, 29 mét. Những cái đó là không phải là cái người review về tàu đó. Bình sẽ quay rất là kỹ để nói về tàu biển một tí xíu anh em. Đây cũng có hai con tàu rất là đẹp, mà hai con tàu này Bình không có biết là chủ tàu là ai hết. 92134 và 945, 94959. Con này cũng rất là đẹp luôn. Con này cũng dài tầm 23 đến 24 mét. Nó rộng phải tầm 7 mét rưỡi. Đó, cho nên anh em thấy Bình khi mà Bình thường thường á, Bình quay mà Bình thực hiện cái video á, là Bình hay leo lên những cái con tàu đó Bình xem. Có thể là Bình leo lên Bình xem, nhưng mà những cái đoạn mà Bình biết á, Bình không có nói ở trong cái video nhiều. Những cái điều đó Bình chỉ quay nói về con tàu thôi. Bởi vì khi mình leo lên ghe á, là mình sẽ biết được cái kỹ thuật và cái chất lượng của con tàu nó như thế nào liền. Đó. Nhưng mà khi mình quay tàu hầu như là mình không có chơi bất cứ một con tàu nào ha. Bởi vì mỗi con tàu, mỗi cái thời điểm, mỗi cái thời gian thì nó sẽ cho ra những cái mẫu gọi là thời trang nó khác nhau, và nó phù hợp cho cái thời điểm mà nhu cầu của chúng ta khác nhau đó. Và kỹ thuật của anh em thợ thì theo thời gian họ cũng cải tiến khác nhau. Cho nên là mình quay bất cứ một con tàu nào mình cũng chưa có chơi về con tàu đó. Đó. Thank you.